từ nhỏ đến lớn của con, tuổi thơ con nó dữ dội từ lúc mới sanh cho tới một tháng, còn một cái vụ án nó còn chấn động hơn nữa. Vụ án gì vậy con mẹ? Rồi lúc mà sanh Hạ được mới có đầy tháng á, là qua hôm sau cái Hạ bị sốt, đưa vô bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ bắt ở lại trên cái khoa sơ sinh á, khoảng chừng tuần là đi về. Vừa mới về một cái là Hạ sốt nữa, đêm hôm đó sốt mà bị co giật, hai con mắt nó lé vô vậy luôn nè. Dạ. Cái sợ quá chừng sợ chở ẩm lên bệnh viện thì bị nhiễm trùng máu với lại bị viêm màng não Nhật Bản. Trời ơi. Ngay cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà viêm màng não Nhật Bản mới vô Việt Nam mình lần đầu tiên á, mà nguyên cái khoa sơ sinh đó là đều bị lây hết luôn. Dạ. Cái khoảng thời gian mà Hạ bị là bao nhiêu tháng cô? Hạ nằm bệnh viện một tháng luôn á. Tại vì lần đầu tiên là mới bị cái viêm màng não tới cho trẻ sơ sinh. Yeah. Tâm ra là bệnh viện cũng không có kim để mà tiêm thuốc cho não nữa. Có kim lớn lớn mà tiêm vô não nó vậy nè. Mà nó cần nó nhích một cái đầu nó phù lên cái. Trời ơi. Là phải ngồi suốt đêm mà ngồi kế bên mà cứ canh nhìn vậy hoài. Nó nhúc nhích cái nó phù lên cái kêu y tá bác sĩ tới rút ra. Yeah. Cái lại tiêm lại nữa. Thì cái đầu nó cạo chọc lóc, nó có mấy cái đường gân gân này giống như con giun vậy đó. Nhìn tội lắm. Mà thuốc thời đó mắc lắm, cái thuốc chút xíu ở đây mà mình nhớ là mua là một chỉ vàng. Trời ơi. Nhưng mà may sao thì cái thuốc đó là để mà thử nghiệm á. Dạ, để mà. Mà nó rất là thành công, cũng may là nó không có để di chứng, nếu mà cái di chứng chắc hôm nay không có Nhật Hạ. À. Dạ. Mà mẹ em kể là hồi mà em 5 tháng á, hay là gần 1 tuổi vậy đó thì là em ngồi đâu em cứ đơ, cái mặt em nó không có lanh như con nít người ta bình thường. Cả nhà kêu không có phản ứng, không có phản xạ gì hết. Phải kêu 5-6 lần thì mới giật mình quay qua mà mặt kỳ lắm. Cái kiểu cả nhà tưởng sau này lớn lên thần kinh em có vấn đề. Nên mà khi lớn em... lên thì... vấn đề thì... Nên khi em đi học á, em hay tăng động á. Tăng động. Kiểu mình sầm sàm á anh. À. Cái mấy đứa bạn kia mày khùng quá à. Cái em nói là thôi thông cảm. Hồi nhỏ tao bị viêm màng não. Di chứng rồi ơi. Nó manh man dữ lắm. Là có hả cô? Nó sảng lắm. Có triệu chứng hả cô? Nó đi đóng cái phim Mùi Ngò Gai á. Chú Thiện á là làm đạo diễn trong đó. Mới cho đi vô trong sân khấu điện ảnh để mà có cái phòng để mà dợt. Phòng tập múa anh. Cái phòng tập múa người ta có cái xà ngang vậy nè. Cái em đang ngồi, em cũng ngồi em canh nó dữ lắm. Tại nó đi đâu là em đi theo đó. Cái nó phóng lên trên cái xà, nó kêu mẹ coi con nè. Nó phóng lên một cái nó lộn đầu, đập cái đầu xuống. Trời ơi, là di chứng được hai. Thiệt luôn, hết hồn với dế luôn. Nó nói trời ơi, tưởng nó bị gãy cổ vậy chứ. Nhiều khi nó bị tăng động á chị ha. Dạ. Đó, đi ngoài đường. Còn đang đi ngoài đường, mấy mẹ con đang đi á, có mẹ với chị nó nữa, lúc nó cũng học lớp mấy. Ba. Như tiểu học hả? Lớp tiểu học. Đang đi nó kêu mẹ coi con nè, phóng lên chụp sợi dây điện nó lồng thòng giật xuống. Trời ơi, em quán thần hồn. Dây điện cao thế á. Cái gì đó hả? Làm gì? Không, nó bị thiệt rồi. Nó bị tăng động không, rồi. Không phải, em xin bào chữa chứ không phải em. Thật ra lúc đó không còn. Em tưởng mình tật răng hả em? Dạ đúng rồi anh. Dạ, anh dạ. Hay quá vậy. Kiểu mình đồng tần số với nhau, mình hiểu nhau. Tại vì lúc đó là có cái phim hoạt hình tật răng. Ủa vậy hả? Không, em nói thiệt, cái này em nói thiệt luôn. Là em rất là thích, với lại con nghe mọi người nói. Lúc đó con cũng mới cấp 1 và con không có hiểu được là những cái chuyện nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Hoặc là mình không biết là điện cao thế là nó sẽ gây cái nguy hiểm làm sao. Con đi thì con thấy cái sợi dây điện nó rớt xuống nhà. Thì con nghe người ta nói là mình cứ nhảy hoài á là mình sẽ cao. Mà trong lớp á thì bạn con nói là con bị lùn, bạn con hay chọc con lùn lắm. Nên là con thấy cái gì con cũng hay với. Nên là con nghĩ là con đứng lên con đánh cái bóp gì đó cho nó cao, ai về bị chửi quá trời. Bị chửi, ôi chưa quýnh là mai chưa điện dịch. Dạ. Trời ơi, mỗi lần nó kêu mẹ ơi, mẹ coi con mẹ coi con là chắc là sợ. Đúng rồi, là sợ. Rồi làm ơn đừng nói câu đó nữa hả? Rồi đến khi nào thì con mới phát hiện ra là con có cái năng khiếu diễn viên, thích nghệ thuật hết con? Dạ thật ra cái đó là con phải cảm ơn mẹ với ba con. Ô, là cái người phát hiện ra. Dạ thực sự tại vì con cũng không biết hồi nhỏ là con có cái biểu hiện gì ở nhà mà ba mẹ cho con đi tham gia sinh hoạt nhảy múa này nọ. Là từ đó mới được mọi người chú ý tới. Tại vì nhà mình làm may đồ á, mình thợ may đồ cho nên vải có nhiều lắm chị Thủy. Cái bữa đó nó lấy cái sắp vải khách hàng á, lấy nó quấn vô đầu vậy nè, cái nó soi gương sao cái nó quá trang, cái nó đi ra nó chống kê thước may, nó chống gị nó làm bà lão đi ăn xin. Cái mình mới nói ông xã ơi, Hạ này nhìn nó cái bộ nó diễn cũng được á, cho nó đi học đi. Lại nó cũng hơi ù tròn tròn á, cho nên cũng muốn cho nó sinh hoạt để mà nó gọn gàng đi. Yeah. Cái mới đăng ký vô trong bộ giấy màng á chị Thủy đó.
Hồi đó là Hạ có hay đi minh họa muốn cái lần đó. Đầu tiên mà con được bước lên sân khấu là cô Thủy có nhớ là ngày xưa năm là cô Thủy nhớ số gì không? Không nhớ. Là cô bé Lọ Lem. À cô bé Lọ Lem. Dạ đúng rồi, là cô bé Lọ Lem thì không mà nói có nhớ không mà chớp mắt nè. Là mình có đóng đó, mình có đóng ngày xưa đó. Đó. Chị Mỹ Uyên làm Lọ Lem. Dạ Mỹ Uyên làm Lọ Lem thì có mấy con chim bồ câu ra múa. À. Thì con là một trong những con chim bồ câu đó. Cái đó là nhớ mà, nhớ mà. Nhớ rồi. Ta đóng ra mà chị ghẻ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Diễn viên á nó đông ghê hồn lắm, tại vì vừa người lớn vừa con nít, dạ. Mà con nít thì có ba mẹ đi theo, lại thêm một lực lượng hùng hậu đó nữa, dạ, đúng. Thành ra là rất là đông, mà đôi khi tụi nó múa rồi nó mặc quần áo xong rồi nó che mặt rồi nhiều khi nó làm rất là nhiều vai, thành ra mình không thể nhớ được đó. Mẹ ơi, mẹ đừng có bào chữa, mẹ là nữ hoàng lãng quên nha. Con quay với mẹ 5 số rồi mẹ mới nhớ tên con đó nha. Con có biết là ở trong Edicard ở chỗ cái sân khấu của mình á, dạ. Kêu cô là cô Đào không bao giờ tỉnh. Cô Đào không bao giờ tỉnh. Cái hồi lúc mà nó chưa học lớp 1 mà nó học mẫu giáo rồi đó nha. Dạ. Là nó lì ngay từ hồi lúc bé luôn á. Là lì trong trứng nước lì ra rồi. À, đúng rồi đó. Em la nó cái gì đó em quên rồi, nhưng mà em giận á. Em nói con quỳ gối cho mẹ. Cái nó bỏ te ra ngoài giữa nắng á chị, nó quỳ gói ngoài nắng đó. Dằn mặt hả cô? Bao nhiêu dằn mặt. Cái nó quỳ ngoài đó là em thấy ghét rồi. Mày ghét lì. Hả? À, em nói mày lì đó, để ta coi thử cái mày tới đâu nha. Em bỏ đi trong bếp em nấu ăn. Em lâu lâu lén lén nhìn nó vẫn quỳ. Nó dằn hai tay ra luôn nữa chứ. Trời ơi. Đó, quỳ dằn tay luôn mà ngồi quỳ ngay nắng luôn cho mình thấy đau, mình đỏ. Mình đau quá. Khi chắc chị chịu hết nổi rồi mà chị nghe mẹ nói tiếng nào cái bả đi vô mà không đi. Đi bằng cái đầu gối chị. Đi xuyến. Đi từ ở ngoài cái sân đi hồi xưa, cái sân nhà thì chỉ trắng xi măng thôi hồi xưa mà không có phải là gạch bông. Này chắc mê chị Ngọc Quyền hay sao đi xuyến nè. Nó đi từ ở ngoài sân mà nó đi đầu gối rồi đi vô tới đứng ngay sau lưng em quay qua em thấy nó vẫn còn đứng hết, trời đất ơi. Đi mấy vòng luôn á. Con nhớ sợ không nó dễ sợ gối đó hơn hơi nữa là phải lấy dầu xoa cho nó. Cái bữa nó đun dây điện là thấy nó lì rồi, bây giờ nó đã quên. Tại vì em cũng không nhớ, em chỉ nhớ là mang máng là mẹ không có nói chuyện với mình thì em chỉ nhớ là làm sao đó để mẹ phải ôm mình đó, kiểu mẹ phải ôm. Đó là phải lúc đó mình phải chịu thua cái lì của nó. Yeah. Có lần nó bị đau bụng. Cái nhà trường kêu điện thoại tới mình kêu là Hả đau bụng mà mày xanh lẹ anh lét à. Cứ lật đật lên trường mình đón nó về. Có được cái chiêu đó chị. Cái nó đau đi bụng đau hoài. Bụng hoài. Nó đau bụng hoài, nó nghỉ học hoài, lúc đầu mình cũng sợ. Cái sao thấy nhỏ này nghỉ học hoài, bắt đi học không chịu học. Đó bữa đó mình tức quá. Mà lo cho bằng được lên xe chở lên tới trường. Mà làm tới với nó một lần đó, cái lưỡi nó hết đi đau bụng. Sau này khi mà lớn lên á, cái mẹ mới hỏi lại là nói thiệt cho mẹ nghe, ủa đó làm gì mà đau bụng hoài. Mà đau bụng mà mặt mày xanh lè tới mét thiệt chứ không có diễn. Em mới nói là không có, lần đầu tiên là con đau bụng thiệt. Xong mấy lần sau con thấy cái chiêu đó hời quá nên con làm hoài. Trời ơi, là nó biết diễn từ nhỏ rồi. Nó biết diễn từ nhỏ. Diễn với cha, với mẹ, với cô giáo. Lúc ngày xưa mà khi mà Hạ ở nhà có bề bộn luôn cô. Quần áo về đi diễn. Cái đó là khỏi nói, hư lắm luôn á. Bừa bãi không thể tưởng tượng nổi. Em tức lắm, cái vòng em thì em bày thiệt. Con có không những con bày. Nhưng mà em nói là má mẹ đứng dọn để con dọn cho. Cái thời đó thì con đi quay rất là nhiều. Rồi con đi học nữa nên là nhiều khi đúng là con cũng bày thiệt. Nhưng mà con nói đứng dọn để con dọn. Một ngày đẹp trời con đi về, trời ơi con thấy vòng con sạch choang luôn, đẹp đẽ ngay lắm. Cái hỏi là ba mẹ ngồi dọn chưa? Trời ơi. Cái xong nó trời ơi, sao để con dọn, nó để con dọn sao thì ba mẹ 10 dọn. Năm chưa dọn. Dạ. Trong cái khoảng thời gian đó thì cái kỷ niệm nào mà em cảm giác là em có lỗi với mẹ nhất và có lần nào mà em làm mẹ buồn nhất con bé Hà? Từ nhỏ đến lớn anh ạ. À? Dạ có một lần thực sự là ý đối với con chắc nhiều lần chứ sao không, con đang định nói là có nhiều lần đó. Là cái lần nào mà mạnh nhất, lần mà em nhớ nhất á là lúc đó em học vào cấp 2 thì ba mẹ em mới đăng ký cho em học thêm ở trường Lý Tự Trọng, học thêm ở một cái trung tâm, thì cái trung tâm rất là nổi tiếng mà nó rất là đông học sinh, thì thực sự là em không thể nào chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi mình bước vô cái phòng học á, là một phòng mà đến 100 mấy học sinh lận mà rất là mệt luôn. Thì mà em nhớ là lúc đó là buổi chiều á, là mẹ lật đật làm cơm xong rồi đưa cho ba, là ba đi rước em ở trường Hai Bà Trưng xong rồi chở đến cái chỗ học thêm, rồi ba hai cha con ngồi trước xe ngồi ăn xong rồi em đi vô học liên tục như vậy, rồi tối 9-10 giờ rước về liên tục như vậy 2-3 tháng trời luôn, rất là cực khổ. Nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là em không có viết bài chữ nào hết trơn. Tại sao
em không em không biết bà chữ nào hết. Cái ba mẹ giận quá mà mẹ la, mẹ khóc quá trời luôn. Thì ba mẹ mới nói là nếu mà không thích thì tại sao không nói với mẹ ngay từ đầu. Ngay từ đầu lúc nào mẹ cũng hỏi là con có chịu học ở chỗ đó không, mẹ cho con ý kiến mà tại sao không nói mà cứ phải im 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 rồi để ba mẹ cực khổ 2-3 tháng trời như vậy. Rồi cũng phát hiện con biết bà chữ nào. Rồi bây giờ đỡ lo cho cô, bây giờ lớn lên là còn lì không cô? Bây giờ vẫn còn ở chung với cô hay là ở riêng rồi? Không, ở riêng rồi hả? Có gia đình rồi, có con rồi. Ủa vậy hả? Ở riêng. Tiểu. Mới giỏi là Hà năm nay bao ơi, nhiêu? Mới ngày nào chút ép bây giờ có gia đình nhưng rồi. Nhưng mà Hà năm nay bao nhiêu con? Dạ con năm nay 26 tuổi rồi. 26 tuổi. Ủa vậy luôn rồi hả? Anh thấy em trẻ lắm hả? Nó rất là xinh. Tức là nhìn hình nó ở ngoài là không giống nhau. Dạ. Là bao nhiêu bé rồi em? Dạ một anh. Một hả? Trời ơi cứ tưởng tượng đầu con bé này còn nhỏ còn nhỏ. Bây giờ, là già rồi đó là. Mà đúng ra cái giai đoạn đó là gia đình cũng buồn. Tại vì nó lập gia đình á. Lúc đó là nó mới có 20 mấy tuổi, 22 23 vậy? 22, 23 vậy. Con nó giờ gần 4 tuổi rồi. Trời ơi. Đó thì là ba buồn, ba giận. Nhưng mà mình mới nói là thôi cái gì á là con tự chịu chọn. Thì con tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Đang cho sự nghiệp thăng hoa đúng không cô? Đó rồi cái lấy chồng rồi lại có con nữa. Rồi cái tới phải ngưng cái giai đoạn rất là dài. Nhưng mà mình nghĩ đó cũng là một cái bài học cho nó. Dạ. Trong cuộc sống. Là cái thứ hai nữa thì mình nghĩ là thôi có một đứa con như vậy thì nó cũng tốt. Làm cho nó thật sự là Hạ rất là chững chạc từ khi có con. Biết quan tâm gia đình, rồi biết nội trợ, rồi biết nhiều thứ lắm. Chứ hồi xưa là mình cứ về tới nhà mình đi làm vậy, về ở nhà Hạ tại sao con ăn con bỏ chén con không rửa. Là la suốt luôn cái chuyện đó. Là sẵn chương trình là con tôi phải tội, không biết cô có điều gì muốn nhắn gửi cũng như là muốn nhắn nhủ với đứa con gái bé bỏng của mình không cô? Thì cô cũng muốn nói là bây giờ Hạ cũng đã làm mẹ rồi. Thì Hạ sẽ hiểu được cái tâm trạng của mẹ ngay từ hồi xưa tới bây giờ như thế nào. Tất cả những người mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình đã được đạt ra và có một cái gia đình ổn định, hạnh phúc. Thì là mẹ mong rằng là những cái gì lựa chọn của con thì mẹ mong con đi tới cùng. Và con đổ tâm huyết vô để mà đi tới thành công. Và cái quan trọng nhất là nên giữ cái hạnh phúc gia đình của mình, đi giữ lửa cái gia đình của mình. Chứ đừng có mà vì cái này mà bỏ mất đi cái hạnh phúc gia đình mình gây dựng từ hồi lúc mình nhỏ. Dạ. Yeah. Trời ơi. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Trời ơi sao hay vậy? Em có nhờ chương trình có một cái điều bất ngờ cho mẹ. Đây là một cái món quà con chuẩn bị cho mẹ sinh nhật. Thì thật ra là em còn định dụ ba em, chị em lên đây để mà tặng mẹ cho mẹ vui nữa. Nhưng mà ba em thì rất là sợ, ba em nói là thôi mày tha cho tao mấy vụ này đi hả, hãy để tao làm người đàn ông bí ẩn của mẹ mày được rồi. Thì đây là một cái món quà mà con với lại người đàn ông bí ẩn của mẹ chuẩn bị cho mẹ. Wow.